Thanh Huy xin chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Sông Môi Đỏ. Chương trình được phát sóng vào lúc 12h30 phút từ trưa thứ Hai tới trưa thứ Bảy trên kênh HTV9. Và đây là nơi để phụ nữ chúng ta chia sẻ những suy nghĩ mới mẻ của mình về những vấn đề không mới. Và chủ đề của ngày hôm nay đó chính là chi tiêu của phụ nữ trước và sau khi kết hôn. Đối với Thanh Thanh Huyền, đây là một chủ đề cực kỳ thú vị, không chỉ là đối với bản thân mình mà của những phụ nữ trẻ, những cô gái chưa kết hôn cho đến những cô dâu mới. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai MC rất xinh đẹp đã và đang trong thời kỳ bỉm sữa, và đó chính là MC Bảo Anh. Chào Thanh Thanh Huyền, chào Phương Duyên và xin chào tất cả quý vị khán giả. Và bên cạnh Bảo Anh đó chính là MC Phương Duyên. Xin chào Thanh Huyền và xin chào chị Bảo Anh. Phải nói là ngày hôm nay ở đây có ba cô đều là MC. Một cô chưa có chồng, một cô đã có chồng có một bé. Lâu rồi. Dạ 8 tuổi đúng không chị? Và chị là có em bé là được 3 tuổi. Dạ. Cho nên là ngày hôm nay em phải học hỏi thật là nhiều kinh nghiệm từ chị. Chi tiêu của một người đã kết hôn 8 năm trước khi kết hôn và sau khi kết hôn sẽ có sự thay đổi như thế nào hả chị? Thật ra thì với Bảo Anh thì không có cái sự thay đổi lắm, vì nó do tính cách. Nó chỉ thay đổi là trước đây thì mình sử dụng cho chính bản thân mình, còn sau hôn nhân thì mình sẽ chi tiêu, còn suy nghĩ thêm là cho người bạn đời của mình và cho cả bé nhỏ nhà mình nữa, và còn có gia đình hai bên thì nó sẽ là nhiều hơn thôi. Còn cái cách mà mình quản lý chi tiêu hay cái cách mình chi tiêu như thế nào cho bản thân thì thật ra nó không quá khác. Thì tính cách của mình là chi tiêu cũng khá là gọi như là có một cái sự chủ động nè, hợp lý và cũng có sự tính toán. Hoàn cảnh của Phương Duyên cũng không khác lắm đâu. Tức là ngày trước thì mình chi tiêu một, bây giờ mình chi tiêu cho ba lần. Em chỉ khác chị Bảo Anh ở một cái phương diện khác nữa là do có thêm một cái nền văn hóa khác trong gia đình của mình. Đó là văn hóa phương Tây. Cho nên là có thể là cái việc chi tiêu nó sẽ hơi khác một chút xíu. Nhưng mà về việc chỉ riêng cho bản thân mình không á, là ngày xưa là mua vô tội vạ, thích cái gì mua cái đó. Thì bây giờ có gia đình rồi thì tự nhiên cái tính nết đó nó cũng tém tém lại chút. Tức là mình sẽ suy nghĩ, đắn đo suy nghĩ rất là nhiều trước khi mà mua hay là chi tiêu một cái gì đó. À chị ơi, nhưng mà sau khi mình kết hôn thì với thu nhập của mình thì mình có dùng cho chỉ riêng bản thân mình không, hay là mình phải dùng cho các việc của gia đình khác nữa, và mình có sự giúp đỡ hay là chung tay cùng với chồng không ạ? Cái này thì nó sẽ liên quan đến việc là văn hóa gia đình. Thì mỗi gia đình khác nhau thì chắc là có một cái cách quản lý tài chính khác nhau. Với gia đình của chị đi thì sẽ có những cái khoản riêng và sẽ có những khoản chung. Có nghĩa rằng là cả hai vợ chồng ở đây là đều đi làm. Thì chị đi làm, chị kiếm cái thu nhập cho bản thân mình thì mình có quyền sử dụng cái thu nhập đó. Và ông xã của mình cũng như vậy. Nhưng cả hai sẽ có một cái phần trăm nào đó trong cái thu nhập của mình để vào một cái quỹ chung để lo cho gia đình, lo cho con và lo những cái to tát hơn. Mình là người có trách nhiệm mà. Cho nên là mình sẽ vẫn cùng chung tay với chồng để có thể chi tiêu hết mọi thứ trong gia đình. Nhưng mà đó, mình đi làm ra tiền của mình thì là của mình. Nhưng mà tiền của chồng thì cũng là của mình luôn. Một cái phương châm rất là tuyệt vời dành cho các chị em phụ nữ hả? Nhưng mà tại sao ví dụ như là anh không đưa cho mình một cục, rồi trong một cái khoản đó mình chi tiêu những cái thì anh thích chi phí hàng tháng thì vẫn lấy em mà. Đúng rồi. Từ cái khoản đó mình có thể tiết kiệm là một cái khoản nhỏ đó mà mình nghĩ tới tương lai xa hơn, hoặc là mình yêu bản thân của mình. Thật ra cái khoản đưa đó là cái chuyện là anh thích thì anh tự nguyện đó em. Nhưng mà chị là cái tính cách của chị là chị không thích là anh ơi tháng này anh đưa em vài chục, tháng này anh đưa em 100, hay là cuối năm anh đưa em. Chị không nói, vì tính cách của chị là chị không thích như vậy. Nhưng mà chị chỉ nói là anh lo cái này thì anh phải lo, hay là anh nói với chị em lo cái này thì chị phải lo. Còn thí dụ như là khi nào anh đưa thì chị vẫn cứ nhẹ nhàng chị lấy cảm ơn chồng nha. Trước khi mình về chung một nhà thì em nghĩ là có một cái điều rất là quan trọng, mình cũng nên giao kèo với nhau về cái tính cách cũng như là cái cách chi tiêu của mỗi người để có được cái sự hòa hợp trong gia đình. Thế nhưng mà nãy giờ là mình đang nói về cái văn hóa giữ tiền, bây giờ mình nói về cái cá nhân phụ nữ đúng của rồi. Mình đi. Thì như thế này nha, thứ nhất, nếu như mà khi còn độc thân thì lúc nào các cô gái của chúng ta cũng sẽ có một cái tâm lý là vì mình không phải lo cho ai cho nên mình mua gì thì mình mua. Dạ, mình đúng. Thích gì thì mình cứ việc là mình sở hữu ngay một em đó chẳng dạ, hạn. Đúng, rồi. Đúng không? Còn khi mình có gia đình rồi thì Bảo Anh cũng sẽ là như vậy, nhưng mà mình có một cái cuốn sổ nhỏ
mình ghi ra là mình chi tiêu cái gì trong tháng này mình mua cái đó là nó đã hợp lý chưa. Và trước đây thì khi mình độc thân thì tính cách của Bảo Anh cũng là mua cái gì thì cũng hay suy nghĩ rằng là nó phục vụ cho cái việc gì, ví dụ nó phục vụ cho việc mình đi tiệc sắp tới nè, cái váy đó nó có mặc đi dẫn được hay không. Thì bây giờ khi lập gia đình rồi thì vẫn có cái tính cách đó không thay đổi, chỉ là mình sẽ ghi lại sổ sách để mình biết rằng là mình chi tiêu cho bản thân mình như vậy là nhiều hay ít trong cái tháng này, và mình chi tiêu cái gì cho gia đình của mình. Nếu như mà hoàn cảnh gia đình của mình có kinh tế không phải là tốt chẳng hạn, ví dụ như là hai vợ chồng mức thu nhập ngang nhau nhưng mà không cao và phải chung tay và chi tiêu vào những cái khoản của gia đình, thì liệu là mình có một cái khoản để mà mình chăm sóc sắc đẹp của bản thân mình lúc đó không chị? Ngày nay vẫn có một số những cái gia đình khi mà phụ nữ họ lấy chồng rồi thì họ lại luôn đặt cái sự ưu tiên của gia đình lên trước. Hy sinh bản thân của mình. Nhưng mà với bản thân Duy nghĩ là đã là một cái người phụ nữ hiện đại rồi thì phải biết yêu bản thân mình trước đã. Trước khi là mình chăm sóc mọi người như thế nào. Tại vì khi mà mình biết yêu bản thân mình rồi thì mình sẽ có thể hiểu được cái nhu cầu của những người trong gia đình của mình, họ sẽ cần gì. Tại vì thật ra là nếu mình ở một cái ngành nghề nào hay mình ở một cái mức thu nhập nào thì mình sẽ có những cái chi tiêu cho những cái sản phẩm nó phù hợp với lại cái thu nhập đó của mình. Thì đó là lý do mà các nhãn hàng người ta đâu phải ra những cái mặt hàng cao cấp không đâu, có những mặt hàng cũng dành cho bình dân hơn một chút, hay là dưới văn phòng thì mình có cái mức chi tiêu như thế nào thì mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm ở mức chi tiêu đó. Ví dụ như là mình làm ra năm mà mình mua những cái sản phẩm đó 10 thì mình mới đáng lo ngại. Còn mình làm ra năm mà mình mua những cái sản phẩm nó nằm trong cái mức năm đó thì vẫn không sao cả. Một người phụ nữ mà họ thật sự biết yêu bản thân mình thì họ sẽ không phải là người đua đòi, giống như là chị Bảo Anh vừa mới chia sẻ là không phải là mình làm được năm mà mình mua 10, mà là khi họ làm được năm họ sẽ chia ra thí dụ 2 cho chồng, 2 cho con, hoặc là ít nhất họ sẽ phải có một cái phần gì đó ở trong cái thu nhập vì họ xứng đáng được cái điều đó. Và khi mà Phương Duyên lấy chồng rồi á thì có thêm một cái kinh nghiệm nữa khi mà mua sắm. Ngày xưa là em thích cái gì là em mua cái đó luôn, vì mình chỉ lo cho mình thôi mà. Bây giờ khi mà có chồng có con rồi thì có thêm một cái thói quen mua sắm, tức là mình phải tập nó là khi mà mua một cái gì đó thì bỏ vào giỏ hàng trước đã, là suy nghĩ trước đã, mình định hình là mình sẽ mua cái gì trước đã, rồi sau đó là mình sẽ liên tục đặt cho mình những cái câu hỏi cho bản thân mình là à, cái này mình có thật sự cần thiết hay không? Cái này mình sẽ xài cho cái gì? Rồi mình sẽ xài bao nhiêu lần? Tức là mình sẽ hướng đến cái tính là mua sắm bền vững nhiều hơn là mình mua sắm theo cái thói quen của mình. Hồi nãy lúc đầu Phương Duy có chia sẻ là chồng mình sẽ, họ sẽ dành cái phần lo lắng nhiều hơn ở trong gia đình. Nhưng mà thật ra họ lại rất là rạch ròi trong cái việc là mình sẽ chi tiêu cái gì. Em không biết suy nghĩ về tài chính nhiều, chị biết không? Thì bây giờ em, mà sau này là em không những yêu bản thân em mà em còn yêu chồng, yêu con em nữa, mà em lại thích mua sắm như vậy, thì em không biết là mình có thể đứng vững được trước những cám dỗ, những cái món bộ trang phục rất là đẹp ở ngoài kia hay là không. Thật ra là vì mình chưa kết hôn cho nên là mình vẫn còn đang tâm lý của một cô gái độc thân. Còn khi mình đã có kết hôn, mình sẽ có những cái suy nghĩ nó khác đi. Mình có cần thiết phải chuẩn bị cho tương lai không, với những cô gái đang còn độc thân, với những cô gái chưa lấy chồng chẳng hạn, thì có cần phải chuẩn bị thứ nhất là tâm lý, cái thứ hai là với cái chi tiêu của mình bây giờ không thể nào là thích gì mua nấy đúng không? Mình cũng phải tương lai mình sẽ lấy chồng, không biết là chồng mình như thế nào, để chi tiêu như thế nào. Thì chị nghĩ là với em có cần chuẩn bị gì cho tương lai không ạ? Thì nói chung là nếu như mình là một người có cái tham vọng lớn, mình là một người cầu toàn, mình là một người có những cái hoạch định cho cái tương lai của mình, thì chắc chắn lúc này, lúc mình còn độc thân, mình phải có những cái thao tác chuẩn bị đầu tiên rồi. Ví dụ tôi ước mơ là năm 40 tuổi tôi sẽ có một căn biệt thự, thì ngay bây giờ bạn phải chuẩn bị để mua gạch cho cái nền móng rồi, đúng không? Thì đó là nó phụ thuộc vào cái tính cách và cái tham vọng của mỗi người. Dạ, bây giờ, ví dụ như bây giờ có một có 10 phần chẳng hạn, mình sẽ chia ra những phần cụ thể. Thì với 10 phần đó chị sẽ chi tiêu vào các hạng mục như thế nào? Bây giờ mình cứ chia 2-2-2 cho nó dễ đi ha. Yeah. Ví dụ như là 20% nào đó cho 100% thì mình sẽ lo cho ông xã. Nói là lo đây có nghĩa rằng là những cái thiên về sức khỏe cho hai vợ chồng. Lúc nào mình cũng đi là song hành, không phải là lo cho ảnh không, mà có thể là lo cho bản thân mình nữa. 20% còn lại là mình lo cho con của mình. 20% nữa là một cái khoản là để mình có cái gì bất trắc trong gia đình xảy ra thì mình có cái khoản đó để mình chi tiêu. 20% nữa là mình sẽ gọi như là mình dùng để mình đầu tư một cái gì đó cho gia đình. Ví dụ như đầu tư mua một cái nhà lớn hơn, mua một cái xe đẹp hơn. Còn 20% còn lại thì trong đó mình sẽ có là lo cho bản thân mình,
và có thể là mình lo một cái gì đó, những phần quà cáp cho gia đình hai bên. Và thật ra lập gia đình đó là cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm ở đây là cái chữ trách nhiệm, nó sẽ giúp cho mình có thể duy trì được cái đời sống hôn nhân, cân bằng giữa tình cảm, giữa tài chính, giữa rất là nhiều thứ, và để cho cái gia đình của mình nó toàn vẹn. Rất là cảm ơn chị Bảo Anh và chị Phương Duyên ngày hôm nay đã trò chuyện cùng với Thanh Thanh Huyền. Và cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã theo dõi chương trình Song Môi Đỏ. Chương trình Song Môi Đỏ với những chủ đề cực kỳ hấp dẫn và thú vị. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào lúc 12:30 từ trưa thứ 2 tới trưa thứ 7 trên kênh HTV9. Phương Duyên, Bảo Anh và Thanh Thanh Huyền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.